trên vai, tôi buồn như là. Mình muốn nói đến một bộ cuốn theo chiều gió của Pháp, đó là Chiếc xe đạp màu xanh. Vâng, thực ra đây là một cái tập truyện mà mình nghĩ rằng bạn cũng khá khó kiếm. Thực ra cũng có một số hiệu sách cũ có đấy, nhưng mà hôm nay về nó gọi là ngày cuối cùng của mùa Tết vào 2018 thì mình cũng review qua một cái câu chuyện cổ này trước khi liên quan tới tập gọi là cuốn theo chiều gió. Vâng, Chiếc xe đạp màu xanh, còn đây là cuốn theo chiều gió. Đấy, các bạn để xem. Thì cuốn theo chiều gió thì được huy hoàng gọi là tái bản rất là đẹp đấy, liên quan đến chuyện nó gọi là những tác phẩm kinh điển đấy của Mỹ, Margaret Mitchell đấy, 2016. Thế còn đối với Chiếc xe đạp màu xanh tôi đang cầm ở đây thì đây là từ nhà xuất bản Nhân Dân Hà Nội đấy, tháng 11 năm 90, một bản rất là mình nghĩ cũng rất là dễ tìm thôi, bởi vì nó bản yêu trong những cái cũ rồi. Thế thì cũng đọc tiểu sử qua Regine Defosse đấy, thì Regine Defosse cũng có một đôi phần người ta cũng đưa comment là bà này bà ấy cũng như là đạo văn của Margaret Mitchell đấy. Nhưng mà thực ra thì theo mình xem qua chỗ này thì có lẽ là không phải là đạo văn, bởi vì có rất nhiều chi tiết nó không liên quan gì đến cuốn theo chiều gió. Bởi vì là đối với Chiếc xe đạp màu xanh ấy, thì đây đang muốn nói về cái gọi là chuyện về một loạt những các cái nữ và nam thanh niên biệt động đấy, và sống trong lòng nước Pháp để mà đối mặt với quân Đức khi mà xâm chiếm châu Âu đấy, thời kỳ thứ hai đấy. Thế còn đối với cuốn theo chiều gió thì thực ra đó là một cái thiên tình sử giữa Scarlett và Red Eckler đấy, mà cái chuyện này thì nó gây ra được một cái nó gọi là từ khi mà cái khu làng mà cô ta sống cho đến khi cô ấy di chuyển đi vì chiến tranh, sau đó cô lại về và cô gây dựng lại đấy. Thế còn riêng đối với Chiếc xe đạp màu xanh thì chuyện nó không, tức là nó trải dài ở cái thời điểm nó gọi là năm 42 thôi đấy. Tức là khi đó Mỹ các quân đồng minh đang thua thảm bại và Đức đang làm chủ đấy. Nào, thế thì đối với chuyện này thì là mình tính cỡ hai quyển này cỡ khoảng tầm 900 trang, và cái cỡ chữ mà như thế này thì cũng rất dễ đọc thôi, bởi vì không có là đôi 4 6 8 10. Đấy, 10 chữ trên một trang, và mình nghĩ rằng đây là một chuyện dễ đọc bởi vì không hội thoại, không có nội tâm gì nhiều. Đấy. Nhưng mà mình thấy rằng có lẽ là dịch giả đây rất là giữ cái tâm trạng và nội tâm ở trong một số đoạn, cho nên là ta thấy cảm thấy như là tình trường trong chuyện này rất là hay đấy. Vì đó cũng là một cái mà mình lôi cuốn đấy. Rồi thế thì khi vào đầu tiên liên quan đến cái nó gọi là nội dung chuyện đấy, như thì Chiếc xe đạp màu xanh ấy thì nói về cái cuộc đời cũng như là một khoảng ngắn trong hành trình gọi là chống phát xít năm 1942 tại Pháp đấy, từ Paris đến Orléans đấy, rồi đến về lại trở về Paris đến khu nông thôn vùng ngoại ô Montiac đấy. Thì nói về gọi là xoay quanh cái nhân vật chính đó là Léa, một cô bé 17 tuổi và đến 20 tuổi. Tức là trước đó thì gia đình này cũng là tương đối là khá giả. Léa Demax đấy. Thì có bố có mẹ, có hai chị gái, rồi có một loạt những người đồng nghiệp giúp đỡ hỗ trợ đấy, thì nàng cũng đưa ra những cái chuyện nó gọi là chính vì thế cho nên là cái chuyện nó gọi là và quân Đức nổ ra tấn công đấy. Cũng liên quan đến, cũng tương tự với cuốn theo chiều gió đấy, thì cũng gặp anh chàng Laurent đấy. Laurent thì cũng như là như Ashley ở trong cuốn theo chiều gió thôi đấy, tức là nhưng mà ở trong chuyện của anh xanh này là Laurent cũng tỏ cái tình cảm yêu đương không cưỡng lại được suýt xuống dưới chuyện đấy, và cũng hai người cũng một số cảnh gọi yêu đương quấn quýt đấy, cho nên cũng hơi vi phạm về cái content của cuốn theo chiều gió đúng không ạ đấy. Rồi là Roland thì cũng tương tự như gió bạn thấy đấy, tức là hỗ trợ vợ Roland để con này di cư đi lên này, rồi giết một tên Đức này đấy, vì sau khi mà phát xít Đức vua vào Pháp đấy, rồi gặp một anh chàng Red Beckler ở trong cuốn theo gió, đó là Tavernier François Tavernier đấy. Thì ở đây thì tiếp đến là
đã phải đối diện đối với một số khó khăn, ví dụ như là quay trở lại gia đình này, khi mà có bác sĩ tìm bác sĩ liên tục tìm bác sĩ để đỡ đẻ cho Cami đấy, tức là hay là vợ của Ashley bây giờ đấy, tức là vợ của Roland đấy, rồi căm thù đến các từ từ ra thì cô cũng đồng ý với chị cô ký kết hôn với một đại úy Đức là Otto đấy, thì thực ra thì ở đây liên quan đến cái việc nó gọi là khác với cuốn theo kiểu gió, thì bà lại đưa ra chính cái việc nó gọi là khi Cami có bỏ và đỡ đẻ thì lại chính lại được sĩ quan người Đức đấy lại đỡ đẻ đấy, chuyện này đưa một cái nhân văn rất hay đấy, tức là phe đối lập cũng đã cùng với nhân dân Pháp đấy hỗ trợ tốt đấy. Tiếp theo đó là bắt đầu Cami đi làm hoạt động đấy, từ bắt đầu từ đến cuối quyển 1 cho đến thậm chí là đến trang 380 mấy thì tôi phát hiện ra mình phát hiện ra chiếc xe đạp màu xanh thì đến trang 400 đấy, 380 mấy cho đến trang hết với quyển 2 thì nói về cái chuỗi hoạt động bí mật của Lea này, rồi Lea cũng giờ vào sự xinh đẹp rồi sáng suốt này, tí lần bị bắt này, nhưng mà cái nổi trội ở đây nó gọi là mình thực sự mình không thấy cái sự lanh lợi của Lea nhiều mà thấy cái sự đa tình của Lea là nhiều trong chuyện này đấy, thì nói về cái cảm nhận đấy. Thì tiếp theo ấy là liên quan đến cảm nhận cái hay ở trong chuyện này thì mình thấy rằng này, thực ra thì nếu mà bảo ngang bằng với cuốn theo chiều gió thì cũng không có cái gọi là điềm tĩnh ở đây và tự mình có thể bươn trải và xem lo lắng như thế nào với cuộc sống gia đình, bởi vì là đền chủ trang trại mà đấy, thì vang để làm vang đấy, bán rượu đấy thì cũng không đề cao trong cái chuyện này lắm. Tiếp theo đến cái chuyện nó gọi là bảo dùng chiếc xe đạp màu xanh để đi đưa tin ấy thì cũng thực sự cũng không thấy lanh lợi, bởi vì là đôi khi là có một cái chuyện nó gọi là khi mà đưa chiếc vali mà cầm bộ đàm để đến cho một người khác ấy, thì đã nhờ một viên sĩ quan để bảo rằng đây là cô mang cái gì mà nặng như thế này, mà không đây không phải là cái gì để mà đem khẩu pháo đấy, thì ra thì liên quan đến chuyện đó thì viên sĩ quan mới bảo cô mới đùa, đây phải pháo mà rồi anh lên kiểm soát, đây là những cuốn sách đấy. Thực ra tôi thấy là cái lanh lợi điểm mấu chốt mà tôi ghi nhận lại thì đó, đấy mới là cái lanh lợi đầu tiên. Thế còn suy xuất chuyện tôi chưa thấy ấn tượng cái gì cả cái chuyện này đấy, nhưng mà tôi lại ấn tượng cái chuyện nó gọi là Lea khác với Scarlett thì lại ngủ, lại có mối tình yêu đấy và ngủ rất nhiều đối với những anh chàng khác. Thực ra nó thể hiện là cô đây là một cô gái nó gọi là rất là đa tình đấy, và cái định mặc kệ cho người khác yêu và làm ngủ với đấy, ví dụ chẳng hạn như là Maxiac này, rồi Tepat Nghe này, rồi Lô Răng này đấy, rồi đấy thì thực ra thì hay là ngay cả với những người tình mà sớm của cô khi mà không có Tepat Nghe cũng như là Maxiac ở đấy, rồi Lô Răng ở đấy thì ngay cả những văn sĩ đưa ra trong bản thân của cô ta trong một số chủng loại đấy, như các bạn xem đấy, thì cũng làm cô khao khát tình yêu đấy, và cảm thấy người bị rũ bỏ giữa những cái mà và khi mà một người phụ nữ mà không tìm được, ví dụ như là người đàn ông của mình đấy, thì họ sẽ có những cái phản ứng và những cái quyết định nó khá bồng bột như vậy. Cho nên là đây các bạn nữ nếu học theo thế nào cái này thì tôi nghĩ thế là một chuyện trường hợp rất là hay, nên là các bạn phải cố gắng làm chủ bản thân nhé. Tiếp theo cái thứ hai đó là tôi thấy hay ở đây là đó là mặc dù là Pháp là chịu thua đấy, tướng Patay thì tướng De Gaulle ở đây đã đưa ra vấn đề là ai có súng cầm súng, ai có quốc cầm quốc đấy, chúng ta phải chiến đấu và chiến thắng đấy, nói chung là tư tưởng rất là rõ ràng, cho nên là nó ủng hộ với tưởng của Lea, và Lea không chấp nhận là người nhà hay là có ai nào đó hay là gì đấy trong chuyện trong tình huống đấy, tức là sĩ quan của Đức đấy, vào đây để được mà làm đấy. Thì nó thể hiện tinh thần yêu nước đó. Chuyện đưa đến cái chuyện nó gọi là khi mà một số những tình huống ví dụ như là người bị thương này hay là cứu cô Sarah ra khỏi đấy. Có gì có thể cho tôi comment phía dưới. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các series tiếp theo.